Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã ra cho các em ở cái tiết tiếp theo rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thì tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài tiếp theo trong sách nâng cao của thầy. Bài này khá khó nha các em. Thầy lưu ý là bài này khó chứ không phải là dễ. Rồi, chúng ta có cái đề bài như sau. Thầy sẽ tóm tắt cái đề bài cho các em nha. Đốt cháy hết 0,7 gam một khí B. Như vậy đây người ta cho là 0,7 gam một khí B nào đó. Trong bình chứa oxy, chứa oxy người ta cộng với oxy. Sản phẩm sinh ra qua bình đựng dung dịch mà BaOH tất cả hai lần. Thì cái anh này nó cũng giống như nước vôi trong anh em, bari hydroxit nào nào, thì nó cũng gây ra cái tủa, gây ra bari carbonate nó nào. Thì khi mà hấp thụ qua cái dung dịch nước vôi trong dung dịch bari OH tất cả hai lần này, thì cả cái thì khi đó cái khối lượng bình tăng nặng thêm á, thì cái bình nặng thêm là 2,3 gam. Thì khi mà cái sản phẩm cháy mà cho qua cái dung dịch BaOH tất cả hai lần mà nó làm cho bình nặng thêm, thì đó chính là cả CO2 và nước nó đều được hấp thụ vào ở đây. Như vậy thì cái khối lượng bình tăng thêm thì đó chính là khối lượng của CO2 cộng cho khối lượng của nước thì bằng 2,3 gam. Em nhá. Đó. Nhớ chưa? Khi mà dẫn cái sản phẩm cháy mà nó đi qua cái dung dịch bari hydroxit mà người ta nói cái khối lượng tăng thêm, thì đó chính là khối lượng của CO2 với lại khối lượng của nước cộng lại, được chưa nào? Đồng thời thu được là 3,7 gam muối axit và 3,2375 gam muối axit. Như vậy nghĩa là ở đây chúng ta sẽ thu được cái khối lượng muối axit ở đây đó chính là bari hydrocarbonate tất cả hai lần. Ở đây nó sẽ bằng là, do ở đây nó hợp xuống nè, ghi nó khó. Để thầy tóm tắt cái đề rồi thầy đẩy cái bài lên nha. Đó. Còn muối trung hòa ở đây chính là, hai anh này các em biết để làm gì không? Hai anh này mục đích người ta cho á là để tính khối lượng của CO2 này. Khi có khối lượng CO2 người ta tính được khối lượng của nước. Có khối lượng của nước thì có hai anh này thì người ta tính được khối lượng của carbon và khối lượng hydro. Khi có khối lượng carbon và khối lượng hydro rồi, người ta sẽ tính ra được khối lượng của oxy. Xem thử trong cái khí B này nó có oxy không, có mặt oxy không. Hiểu không nào? Đó, cái mục đích người ta là như vậy. Còn ý nữa này. Tìm công thức phân tử của B, biết thì tỷ khối hơi của B đối với C2. Như vậy ở đây người ta cho các em biết là D của B trên C2H2 sẽ bằng là 2,693 nha. Rồi, thầy sẽ để sách ra nha. Thì đối với cái dạng này nó khó ở đoạn nào? Khó là ở cái đoạn này, hấp thụ là bình nặng thêm đây này. Với cái đoạn này người ta phải biết cách xử lý một cách linh hoạt chứ không là sẽ không làm ra được bài này được. Thì ban đầu giải này chúng ta phải lập luận. Vì bình đựng dung dịch BaOH tất cả hai lần hấp thụ cả khí CO2 và nước, các em nhớ nha. Khi mà cứ dẫn cái sản phẩm cháy, khi đốt cháy mà dẫn qua cái bình này thì nó hấp thụ là được cả CO2 và nước. Cái này gần như là một cái phần công thức để các em nắm luôn nha. Nên cái khối lượng nên khối lượng bình tăng chính là gì? Chính là khối lượng của CO2 và nước. Các em hiểu không nào? Như vậy thì ta có đây cái khối lượng hồi nãy đây, nó tăng lên là 2,3 gam này. Như vậy chúng ta có khối lượng của CO2 cộng khối lượng của nước thì nó sẽ bằng là 2,3. Đó nè, ta ký hiệu ở đây là 1. Đó. Rồi, mặt khác thì các em thấy cái ở đây người ta cho muối axit, muối trung hòa
Như vậy chúng ta phải viết thành hai cái phản ứng ra. Như phản các phản ứng. Như vậy chúng ta có là CO2 cộng cho bari OH tất cả hai lần. Ở đây người ta bảo là tạo ra cái muối axit trước thì thầy sẽ viết axit trước ha. Thì chúng ta tiến hành cân bằng ở đây là 2. Không nào. Ở đây chúng ta chưa ra điểm, tí nữa chúng ta tính cái khối lượng của muối axit này này. Ta suy ra số mol ở đây. Tương tự CO2 cộng tạo ra muối trung hòa là đây. Trung hòa thì tỷ lệ 1:1. Bây giờ chúng ta sẽ tính cái số mol của bari hydrocarbonate bằng ha. Khối lượng của nó nãy người ta cho đây 3,2375. 2375 nha. Thầy chia. Thầy xin lỗi em ạ, mới có điện thoại. Rồi. Bari là 137 các em ạ. Bari là 137. Bây giờ các em tính cái này trước này. Hydro là 1 không? 1 này cộng cho 12 này. Cộng 16 nhân 3 này. Đây, đầu tiên ở trong cái ngọt là bằng 61 cái nè. Các em sẽ nhân cho 2 này. Cộng cho 137 này. Các em thấy nè. 259 nha các em. Rồi. Ta có là cái việc bấm này thì dễ rồi, 3 2 3 7 5 chia cho 2 5 9 anh em bằng 0,0125. Được chưa? Như vậy ở đây là 0,0125 này. Chúng ta suy ra đây chắc chắn là nó gấp 2 lần này em, tỷ lệ 2:1 nè. Như vậy các em lấy cái này nhân 2 luôn đi. Thì ra số mol 0,025. Được chưa? Một cái. Giờ chúng ta tính cái số mol của pericarbonate của trung hòa là bằng 2,693. Thầy nhớ không lầm là đây 197 sao phải không em? Thì thầy tính lại 137 cộng 12 cộng cho 48 này. Thì nhớ thầy nó cũng khá tốt em, khá tốt ha. Bằng 2,693 chia cho 2693 chia cho 197 bằng ở đây là, thầy xin lỗi nhé, cái số liệu nó không phải hàng thì bấm nó không chẳng, nó chính là 2,955 nghe em, bỏ đây đi, 2,955 thì nó sẽ bấm số mol không chẳng, thông thường số mol mà thì em bấm mà nó ra lý là mói này chẳng này. Và đây 0,015 mol. À. Như vậy thì bây giờ chúng ta có số mol tổng. Như vậy thì ở đây các em ghi này là theo phương trình phản ứng. Thì cái số mol CO2 nó sẽ bằng 2 này cộng lại. Bằng 0,025 cộng cho 0,015. Thì nó sẽ bằng ở đây chính là bao nhiêu em, 0,04 à. Sau khi có số mol rồi chúng ta sẽ tính được khối lượng của CO2 bằng 0,04 nhân cho gì? Nhân gì em? Nhân cho 44 phải không? Đúng không? Phải không? Thì sẽ bằng là, thì xem này nè, 0,04 nhân cho 4 thì sẽ bằng 1,76 gam. Có đúng không? Mà khối lượng của CO2 với khối lượng của nước thì bằng 2,3 này. Bây giờ chúng ta tính ra khối lượng của nước nha. Nên chúng ta suy ra cái khối lượng của nước sẽ bằng là 2,3 trừ cho khối lượng của CO2 sẽ bằng 2,3 trừ cho 1,76 bằng 0,54 gam nha. Được chưa? Tới đây chúng ta sẽ tính được cái khối lượng của carbon. Thế nào? Cái khối lượng của carbon thì nó sẽ bằng là số mol CO2 nhân cho 12 bằng 0,04, tại vì nó có một nguyên tử carbon này em. Bằng
0,48 gam. Bây giờ muốn tính khối lượng của hydro thì người ta tính số mol của nước nè. Số mol của nước bằng 0,54 chúng ta chia cho 18. Bài này game thấy khó, quá khó phải không? Nên chúng ta suy ra cái khối lượng của hydro sẽ bằng 0,03 nhân cho mấy, nên nhân 2 này sẽ bằng 0,06 gam. Bây giờ chúng ta phải tính giùm thầy cái khối lượng oxy bằng tổng cái khối lượng của B đây chính là 0,7 này. Ta lấy 0,7 này trừ cho khối lượng của carbon và khối lượng của hydro cho ra. Các em hiểu không? 0,7 trừ khối lượng carbon cộng khối lượng hydro bằng 0,7 trừ cho 0,48 cộng 0,06 khối lượng oxy sẽ bằng rồi cộng 5 nhân 2 như vậy mà có 0,48 cộng 0,06 bằng 0,54 đúng không? Trừ 0,7 bằng 0,16 gam em ạ. Đúng không? Như vậy ở đây chúng ta đã có đầy đủ các thông tin này. Thì ghi lại khối lượng carbon là bằng là 0,48 này. Đây. Khối lượng hydro bằng 0,06 này. Khối lượng của oxy là bằng 0,16 này. Khối lượng của B này là bằng 0,7 này. Bây giờ tính M lớn của B bằng cách là lấy hồi nãy là cái tỷ khối hơi của nó là lấy 2,693 nhân cho cái khối lượng mol của acetylene là C22 em. Như vậy thì chúng ta lấy 2,693 acetylene là bao nhiêu em? 12 nhân 2 cộng 2 bằng 26 à? Nhân cho 2,693 đây em 70 à? TVC. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành áp dụng cái công thức mà trong cái tiết trước thầy đã hướng dẫn cho các em rồi. Các em nhớ cái tiết trước nè. Đây thầy còn giữ cái tờ giấy đây. Các em đây. Đây em, thầy sẽ áp dụng công thức thứ hai nha. Thức này nha. Thầy vẫn còn giữ cái tờ giấy lại. Được không nè. Rồi như vậy thì chúng ta có là gì? 12x trên mc bằng y trên m hydro. Tới đây chúng ta sẽ gọi b đó nè, từ từ em. Như vậy ở đây thầy không thầy làm nhanh cái đoạn đây rồi. Ở tới đây chúng ta phải kết luận là cái hợp chất b có chứa oxy và chúng ta gọi cái công thức tổng quát của B đó chính là CXHIOZ nha các em nha. Sau đó các em làm tới cái bước này. Được chưa? Tới bước đây nha. Làm sau khi tính khối lượng oxy xong, sau đó chúng ta kết luận B có chứa oxy và làm công thức đây nha. Rồi. Ok, như vậy thì chúng ta có là ở đây là 16Z trên M oxy sẽ bằng M lớn trên cho M. Các em nhớ chúng ta công thức này nhé. Rồi thầy bỏ cái tờ giấy đây nè. Rồi ok. Tới đây thì các em chỉ việc lấy bên đây ráp vô đây thôi. Như vậy thì 12X trên MC chúng ta là 0,48 này. Y trên M hydro 0,06 0,16. Ở đây là 70 trên đây 0,7 nha. Đúng không? Thì tính từ đấy luôn nha, 70 chia cho 0,7 thì bằng 100. Nghe lấy này chia đây là bằng 100 này. Bây giờ thầy lấy cái đầu bằng cái cuối này ra thôi. Như vậy ta có là 12x trên cho 0,48 bằng 100. Thì suy ra bây giờ lấy đây nhân lên đây, chia cho 12 thì ra được x ha. Thầy làm nhanh một xíu nha các em nha. Đẩy qua đây. Không biết có đủ giấy không? X sẽ bằng 100
0,48 chia cho 12. 0,48 chia cho 12 bằng 4 nha. Cộng thứ hai là y trên 0,06 sẽ bằng 100. Suy ra y sẽ bằng là 100 nhân 0,06 sẽ bằng 6 đúng không nè. Z là bằng 16. Z trên 0,16 bằng 100. Suy ra Z này sẽ bằng là 0,16 nhân cho 100 chia cho 16 thì chắc chắn là bằng 1. Đúng không nè. Còn xíu nữa. Nè, cầm dùng cái giấy đây nè. Sau đó chúng ta kết luận vậy. Công thức của B là gì em? Xe máy C4H6O nè. Trời ơi, bài quá dài. Rớt máy tính nha. Đây, cái đề bài, tóm tắt cái đề bài. Ở đây, để chị cho em nhìn lại cái đề bài nhé. Đây, cái đề bài này các em. Nhìn kỹ cái đề bài vào nha. Thấy chưa? Bài này rất là khó. Được chưa nào? Rồi. Đây. Giải thế này. Tóm tắt cái đề bài này. Ok chưa? Cái này bỏ này các em nha. Giờ này thì nhầm cái khối lượng của muối Trung Hòa. Rất dài. Kinh thực. Cái đây quá ok chứ nữa. Sau đó chúng ta gửi vậy công thức thôi. Đây, cái đoạn cuối đó. Đoạn cuối đó. Đây, cái đồng cuối nè các em. Rồi, hiểu chưa? Ok. Chào các em nhé.